Trên phim là cha nam nhưng Bình An lại có tình yêu đáng ngưỡng mộ ngoài đời. Bình An và Á hậu Phương Nga đã có một tình yêu đẹp như thơ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bình An là một trong những diễn viên điển trai của truyền hình Việt. Anh thường xuyên góp mặt trong các bộ phim ăn khách như Đi qua mùa hạ, Những cô gái trong thành phố và gần đây nhất là Gà và hạnh phúc. Trên phim, nam diễn viên từng hai lần vào vai cha nam, lừa dối bạn gái để quen với nữ đại gia. Do đó, anh từng gặp phải nhiều bình luận khó nghe từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ở ngoài đời, Bình An lại là chàng trai trung thủy khi có mối tình 4 năm với bạn gái Á hậu. Sắp tới, nam diễn viên và nàng hậu Bùi Phương Nga còn chuẩn bị về chung một nhà. Bình An và Phương Nga có duyên gặp gỡ tại cuộc thi Hoa Khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017. Thời điểm đó, anh đã bị say trước nụ cười tươi tắn và rạng người của nàng Á hậu. Bùi Phương Nga cũng chia sẻ, chàng diễn viên gốc Phú Thọ chính là tình đầu của mình. Nếu không yêu Bình An, cuộc đời của cô sẽ trở nên rất nhạt nhẽo. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ cũng gặp nhiều khó khăn vì phải giấu chuyện tình cảm. Thời điểm Phương Nga mới trở thành Á hậu, hai người chọn cách không công khai để tránh gây sự chú ý. Phải đến Valentine 2019, cặp đôi mới sẵn sàng chia sẻ chuyện tình cảm với khán giả. Khi tham gia chung sự kiện, cả hai thường xuyên có những cử chỉ tình cảm dành cho đối phương khiến nhiều người ghen tị. Phương Nga cho biết, trong mối quan hệ của cả hai, Bình An thường là người làm lành trước. Nam diễn viên cũng rất chiều bạn gái nên chuyện tình của họ tương đối êm đềm và gần như không xuất hiện sóng gió. Sau gần 5 năm bên nhau, Bình An và Phương Nga đã quyết định tiến tới hôn nhân. Tình yêu của họ sẽ được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đẹp vào tháng 9 âm lịch năm nay. Sau khi tuyên bố kết hôn, cặp đôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cả nước.